Tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã đưa vào thí điểm ứng dụng Đà Nẵng Smart City. Đây là ứng dụng tích hợp đa tiện ích dạng app mobile. Người dùng chỉ cần cài một ứng dụng là đã có thể truy cập nhiều ứng dụng thông minh khác nhau theo nhóm dịch vụ như ứng dụng phục vụ công dân số hoặc chính quyền số. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp nhóm tính năng gửi thông điệp, thông báo nhanh chóng, kịp thời từ các cơ quan thành phố đến người dân và cộng đồng, cũng như nhóm tiện ích tra cứu các thông tin an sinh xã hội, truy cập danh bạ các cơ quan nhà nước.